Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem cái bộ gọi là cái thanh ốp chỗ tay mở cốp ấy của xe Toyota Ray. Đó là dòng xe mới nhất hiện nay. Cái chỗ này là cái ốp ở cái phần cốp đằng sau, ở cái chỗ mà cái logo Toyota ấy. Đó, mình ốp lên để cho nó sáng, nó bóng và nhìn nó khỏe xe hơn. Đó. Thì chất liệu là bằng nhựa quý khách nhé, bằng nhựa này. Bên bề mặt bên ngoài thì tráng một cái lớp xi mạ chrome rất là trắng, sáng và đẹp luôn. Đó. Đằng sau thì là mình có băng dính hai mặt như thế này. Đó, mình mua về chỉ việc bóc băng keo ra mà dán thôi. Rất là đơn giản và dễ dàng quý khách nhé. Đó. Hàng thì cực kỳ là vừa vặn và chuẩn này. Đó. Nhìn có cái này nên là nhìn rất là sáng và bóng mà là nổi bật cho xe Ray của mình. Đó. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc luôn. Đó. Các bác mua hàng đặt hàng là cứ liên hệ với bên em nhé. Bên em nhận ship hàng toàn quốc luôn quý khách nhé. Đó, hàng thì cực đẹp, kỳ đẹp và vừa vặn luôn. Đó. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều nhé.